Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng hay còn gọi là PMI của S&P Global cho biết, trong tháng 8 năm 2023, ngành sản xuất của Việt Nam đã ghi nhận một số dấu hiệu tăng trưởng trở lại. S&P Global nhận định ngành sản xuất Việt Nam phục hồi trở lại đã phản ánh những dấu hiệu cải thiện của nhu cầu. Cụ thể, các nhà sản xuất ghi nhận số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu trong vòng 6 tháng trở lại đây, trong khi số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu cũng tăng sau thời gian giảm kéo dài 5 tháng. Tuy nhiên, có một số báo cáo cho thấy nhu cầu còn yếu. Trong khoảng thời gian này, sản lượng ngành sản xuất cũng tăng trưởng trở lại, kết thúc thời kỳ giảm sản lượng kéo dài 5 tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng còn nhẹ. Trong đó, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực hàng hóa đầu tư cơ bản có dấu hiệu phục hồi khả quan nhất. Trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới và yêu cầu sản xuất tăng, các công ty đã tăng mạnh hoạt động mua hàng. Báo cáo của S&P Global nhận định đây là lần tăng đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây. Các công ty đã tăng mạnh hoạt động mua hàng và được xem mức tăng đáng kể nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Từ đó, tồn kho hàng mua cũng tăng tháng thứ 2 liên tiếp. Theo Tổng cục Thống kê, nhiều chỉ số cho thấy xuất khẩu đang phục hồi. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 435,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng xuất siêu đạt đến 20,19 tỷ đô la Mỹ, là con số kỷ lục trong 40 năm qua. Đối với xuất khẩu thủy sản, bà Lê Hằng, giám đốc truyền thông Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, gọi tắt là VCEP, cho biết đến hết tháng 7, xuất khẩu thủy sản chưa có xu hướng hồi phục rõ ràng. Tuy nhiên, sang đến tháng 8, kim ngạch thủy sản ước đạt 846 triệu đô la Mỹ, cao hơn hẳn so với những tháng trước. Sự khởi sắc thể hiện rất rõ rệt ở thị trường Mỹ khi mà doanh số tăng liên tục qua các tháng. Trong bối cảnh khó khăn, các mặt hàng nông thủy sản tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết 8 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 59,69 tỷ đô la Mỹ. Nhóm ngành này đang xuất siêu 6,72 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, một số nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng ấn tượng như rau quả 3,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 57,5%, gạo 3,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,1%, hạt điều 2,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9%, cà phê 2,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3%. Trong bối cảnh đó, quỹ đầu tư Vina Capital bày tỏ lạc quan về triển vọng xuất khẩu của Việt Nam. Theo Vina Capital, đang có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy xuất khẩu sẽ phục hồi trong quý 4 năm 2023, bởi lượng đơn đặt hàng dần được cải thiện, cũng như nhiều tập đoàn đa quốc gia đang tăng tốc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.